nước nha. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một cây thắt khô. Cây này đang mở lá, đi ngủ rồi phê rồi ấm chậu rồi anh em nha. Đó, anh em thấy không? Cây này là cây 5 kháng trái HO. Cây này thì tầm 4 sen anh em nha. Anh em nào có nhu cầu thích sưu tầm một cây 5 kháng trái HO này thì em để với giá là 1,5 triệu. Đó, cây 5 kháng trái HO. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại em miêu phía trên anh em nha. Mọi lá à, chỉ với 1,5 triệu là anh em có thể sưu tầm được một cây HO rẻ quá trời rẻ luôn anh em. Rồi em chờ anh em nha.